Sau chuỗi ngày về Việt Nam và oanh tạc khắp nơi, Lôi Con mới đây đã gặp vấn đề về sức khỏe phải nhập viện giữa đêm. Hình ảnh cậu bé nằm trên giường bệnh khiến nhiều khán giả lo lắng. Khuya ngày 9 tháng 5, hình ảnh Lôi Con nằm trên giường bệnh được Quang Linh Vlog đăng tải trên fanpage cá nhân của mình thu hút nhiều sự chú ý. Không ít người để lại bình luận động viên vì chuyến đi về Việt Nam của cậu bé có lịch trình dày đặc. May mắn sau đó, Quang Linh cũng cập nhật tình hình sức khỏe của Lôi Con. Trên trang cá nhân, nam YouTuber cho biết, cháu không sao nha cả nhà, bị đầy hơi xíu thôi đã khám các kiểu rồi. Theo đó, nhóm của Quang Linh cũng đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc Lôi Con. Bên dưới phần bình luận, Quang Linh Vlog động viên thêm cư dân mạng, cháu nó không sao cả nhà ạ. Đồng thời, Tiến Nguyễn, thành viên trong team Châu Phi cũng để lại bình luận hết hồn khi biết hay tin Lôi Con gặp vấn đề về sức khỏe. Bên cạnh đó cũng đã có rất nhiều người để lại tâm trạng chia sẻ với Lôi Con và mong cậu bé sớm phục hồi sức khỏe. Nghỉ một hôm ăn cháo cho bụng dạ ổn rồi tiếp tục làm chiến thần đồ ăn nhé Lôi Con. May mắn quá, làm cô chú hết hồn. Lát có video ông cậu nhảy tưng tưng trên giường bệnh bây giờ. Trước đó, trên livestream của Quang Linh, nam YouTuber cũng đã tiết lộ Lôi Con đã mất giọng, nói không thành tiếng sau chuỗi ngày rong ruổi, ăn chơi tới bến. Lôi Con cũng xuất hiện lên khung hình của Quang Linh, tuy nhiên nhóc tì chỉ thều thào. Thời gian qua, khi Lôi Con đặt chân đến Việt Nam cùng team Quang Linh Vlogs đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Những người yêu quý cậu bé đã ra tận sân bay đón và tặng quà, bên cạnh đó các cư dân mạng cũng liên tục theo dõi hành trình đi Việt Nam của cậu. Kể từ khi xuống sân bay, đặt chân đến Việt Nam lần này, các hoạt động của Lôi Con cũng thường xuyên được các thành viên team Châu Phi đăng tải. Cậu bé được các cô chú trong team dẫn đi rất nhiều nơi, ăn nhiều món, từ các bữa cơm nhà cho đến ăn hàng, đi cà phê cùng mọi người. Sau một vài ngày ở Hà Nội, Quang Linh Vlogs đã đến Nghệ An để thăm gia đình, đồng thời đưa bé Lôi Con về gặp gỡ mọi người. Cũng nhân dịp này, anh đưa Lôi Con, bố của cậu bé cùng mọi người đi về thăm quê bác ở Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Sau đó, Lôi Con lại tiếp tục đi đến Quảng Bình, ghé tới một số địa điểm tham quan, tới biển Nhật Lệ. Đáng chú ý nhất có lẽ là khi Lôi Con tới Huế. Ở đây, cậu bé đã được mặc áo dài Việt Nam để chụp ảnh. Hình ảnh Lôi Con trong trang phục áo dài rực rỡ nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Tiếp đó, cả đoàn lại tiếp tục hành trình đi tới Đà Nẵng. Sau 5 ngày oanh tạc khắp thành phố Hồ Chí Minh cùng Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog cùng Lôi Con và team Châu Phi tiếp tục lên đường khám phá những địa điểm mới. Miền Tây sẽ là nơi dừng chân tiếp theo của cả team và điểm đến đầu tiên chính là Cần Thơ. Tại đây, Lôi Con đã thu hút sự chú ý với vẻ ngoài đáng yêu khi diện bộ đồ bà ba đi chợ nổi. Với tính cách vui vẻ, lanh lẹ, cậu bé Châu Phi được nhận xét đã hòa tan thành một người miền Tây chính hiệu. Đây được xem là một trải nghiệm đáng nhớ, khó có thể nào quên trong chuyến hành trình về thăm Việt Nam của nhóc tỷ Lôi Con. Hiện tại, cậu bé vẫn cùng Quang Linh đi đến rất nhiều nơi ở Việt Nam trên hành trình làm việc của người chú thân thiết. Nhất cử nhất động của cậu bé cũng được dân mạng khắp nơi theo dõi. Lôi Con có tên thật là Mativado, bé sinh ra và lớn lên ở Angola. Cậu bé này là con trai của Matiloy, một thành viên team Châu Phi của Quang Linh Vlog. Lôi Con đã được Quang Linh Vlogs nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Trong các vlog của Quang Linh, cậu bé này thường xuyên xuất hiện và được nhiều người yêu mến vì quá đáng yêu, thông minh và học rất nhanh tiếng Việt.